Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì mình đã tìm ra cách triệu hồi cả đống những người bạn ở dưới biển sâu các bạn ạ. Nói chung thì những người bạn này hôm nay sẽ là trợ thủ đắc lực của mình trong một trận chiến mình nghĩ là rất là cam go ở dưới đáy biển sâu đó. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ vô trong nhà một tí để mình lấy một ít cái khúc xương cái đã. Ôi trời, người bạn mình biến mất rồi. Thôi kệ, để những người bạn đó biến mất đi. Rồi, xương thì mình... Ui, có vẻ là mình không còn nhiều lắm các bạn. Ồ, đây. Còn cũng mớ các bạn à. Ok, nói chung thì với số lượng xương này, mình hy vọng là chúng ta sẽ có thể làm bạn với Dunkleosteus. Ok, và mình có nên cưỡi không ta? Ê gì? Mình nghĩ là chúng ta nên dắt theo một khủng long bay đi các bạn. Nhóc này mới lớn đúng không? Ok, cho đi theo mình luôn. Rồi, được nhờ rồi đó. Bãi thôi. Ủa? Kìa. Ủa bây giờ trời chưa tối hả ta? Ủa sao quê xệ vậy? Trời chưa tối mình chưa dùng kỹ năng lướt trong bóng tối được các bạn ơi. Vẫn phải cưỡi cái nhóc này bay qua bên kia rồi. Thường thì Dunkleosteus màu vàng nha. Mình đang còn làm bạn với Dunkleosteus màu vàng. Càng nhiều càng tốt các bạn. Dự tính thì hôm nay chúng ta sẽ tạo ra cả một cái đội quân Dunkleosteus. Trời ơi lúc đó đi chiến đấu, mỗi em cắn một cái thôi thì trâu cái nào chả ngẫm các bạn nha. Áp dụng chiến thuật đó giờ của mình hay dùng, đó chính là trâu đến lâu cũng ngẫm. Ôi dạ, nhưng mà nhóc này bay hết nổi rồi. Chắc cỡ gà mình mập quá hay sao á. Ủa sao không thấy Dunkleosteus hết trơn ta? Chỗ của mình thì có hai nhóc rồi nè. Ở bình thường ngoài này mình nhớ có nhiều lắm đó nhờ. Ở đây còn may quá, tưởng đâu thất lạc hết rồi chứ. Ok, chúng ta sẽ ra đây và dụ dỗ mấy nhóc này bằng xương ha. Hơi lâu một xíu nhưng mà gán thôi các bạn ơi. Đúng rồi, hai phiên nhau mà ăn đi nha. Anh có nhiều khúc xương lắm, hết thì anh cho ăn thêm. Quan trọng là về đội của anh là được. Ôi trời. Ê, mình thấy cái nhóc cá nhỏ nhỏ kia các bạn ơi. Ừ đúng rồi, nhắc tới cá mình mới nhớ Fish Clash, hay còn gọi với cái tên cá lớn nuốt cá bé. Dạo này Lộc hơi bị mê từ game này các bạn ơi. Trong game, mình sẽ hóa thân trở thành một chú cá bé nhỏ và cố gắng sống sót trong đại dương mênh mông huyền bí. Và trong phiên bản cập nhật mới nhất, game đã mở khóa thêm tính năng hồ cá. Mình có thể tự xây dựng hồ cá của riêng mình để nhận vàng cũng như là nguyên liệu giúp nâng cấp sức mạnh khi mà chiến đấu. Thấy vậy thôi chứ muốn sống dài trong Fish Clash thì các bạn phải biết mẹo nha. Ví dụ như mình lúc này bị một con cá nó đuổi sát sau đuôi luôn các bạn ơi. Cứ tưởng là quá này là xong con ong rồi, tự nhiên thấy một con cá mập to khác ở đằng xa. Thế nên là mình đã nghĩ ra thế dụ con cá đến trước mặt con cá mập, sau đó phóng tia sét làm choáng nó để cho con cá mập kia xử lý giùm. Đặc biệt trong game còn có cơ chế mở hòm thần kỳ và bốc thăm ngẫu nhiên vô cùng thú vị. Bạn sẽ có cơ hội sở hữu những loài cá quý hiếm hạng S, SSR mạnh mẽ. Nếu mà may mắn cực đại bóc được con cá nhám vòi hạng SSR giống như mình thì có thể dễ dàng đàn áp đối thủ. Kỹ năng nuốt chửng của nó có thể hút tất cả thịt và tài nguyên xung quanh chỉ trong tích tắc nha. Còn chần chờ gì nữa, tải ngay Fish Clash về máy để cùng Lộc khám phá và trở thành bá chủ của đại dương nhé. Link tải game là có đặt dưới phần mô tả cũng như là bình luận. À, mà nhớ đánh giá 5 sao để game sớm update thêm nhiều tính năng thú vị nữa nha. Ok. Ê, mình thấy cái nhóc trăng cổ đại của mình hôm bữa hồi sinh các bạn, hình như bơi tọt ra tuốt ngoài này rồi nè. Oh my god, ảo thật đấy, trời đất ơi. Ui nhưng mà vấn đề là nãy giờ mình chưa thần hóa được cái nhóc Dunkleosteus nào hết các bạn ơi. Ui sao bữa nay mình nhỏ vậy. Ok, trời đất ơi, mình cho nhiều xương vậy luôn rồi đó, cho hết luôn. Để coi có chịu không nha. Ui đây rồi. Cuối cùng cũng có một nhóc Dunkleosteus chịu về đội mình rồi các bạn ơi. Nhóc nào vậy? À nhóc này. Ok. Rồi, ở đây đã anh. Mình vẫn sẽ kiên trì để chúng ta thuần hóa thêm vài nhóc khác nữa. Tại vì mình thấy chỗ này còn nhiều Dunkleosteus ở ngoài tự nhiên lắm các bạn ơi. Thêm một nhóc khác nữa. Let's go. Được 2 rồi. Vậy là còn 3 nhóc nữa cơ. Nói chung thì cái quá trình này mình phải kiên trì các bạn à. Không kiên trì là không được đâu. Tại vì Dunkleosteus cũng rất là khó tính ấy. A few moments later. Đây rồi. Cái nhóc cuối cùng cũng chịu rồi các bạn ơi. Let's go. Nice. Vậy là cả ngày trời mình dành ở cái vùng biển này cuối cùng cũng có kết quả rồi. Mình sẽ để những cái nhóc này ở chế độ là theo dõi mình ha. Ok. Sau đó thì chắc là mình sẽ điều khiển mấy nhóc này vô cái khu vực của dunkleosteus hiện tại của mình để mình còn an tâm về nhà và chuẩn bị thêm một số đồ các bạn ơi. Tại chuyến đi này mình cũng đi dự tính hơi xa đó. Ừ, tại vì bữa giờ mình đi khám phá mà chưa có gặp cái chỗ boss trong ngày hôm nay. Ừ, nên là cũng không biết là có tìm được hay không. Rồi, bắt một cái chớn và bãi vô. Trời ơi, cứu tôi, trời. Trời đất ơi, có ngài. Lộc báo thủ thiệt. Rồi, cho mấy nhóc kia tay le vô ha. Đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5 rồi, đủ con số. Ở trong này có 2 nữa là tổng cộng là mình đang có 7 dunkleosteus ở trong khu vực vòng tròn này các bạn ơi. Khá là đông đủ nha. Rồi, chịu khó ở yên ở đây một thời gian nha. Rồi, còn phần mình thì mình sẽ cởi khủng long bay, sau đó chúng ta về nhà các bạn. Vì đây là một chuyến thám hiểm ở dưới biển sâu, thế nên là mình sẽ chế tạo thuốc thở dưới nước các bạn. Mình không tính là dùng cái nón này đâu, bởi vì nó cộng cho mình khá là ít giáp các bạn ơi. Thay vào đó mình dùng thuốc sẽ hiệu quả hơn, để mình còn đội cái nón xịn xịn nữa chứ. Ngoài thuốc thở dưới nước ra thì mình còn làm thêm thuốc hồi phục nè, cũng như là thuốc sức mạnh ha. Đó, đây là 2 loại thuốc mình nghĩ sẽ búp cho cái khả năng chiến đấu của mình các bạn ơi. Ok, ở đây thuốc thở dưới nước đã xong. Mình sẽ lấy nãy mình làm lộn thức nhìn trong bóng tối á. Tại mình có ba lô rồi, trời ơi còn quên nữa chứ. Rồi, bên này thì thuốc hồi phục cũng đã xong rồi nè. Và thuốc sức mạnh cũng sắp được mình nấu xong luôn các bạn ơi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ chế tạo thêm một vật phẩm giúp mình tìm cái chỗ ở của con quái vật khủng trong ngày hôm nay. Và nó sẽ được làm từ hắc diệm thạch khóc và mắt của Ender. Ok, mấy thứ này thì hiện tại khá là easy với mình ha. Bây giờ mình sẽ làm trước mắt của Ender đi. Còn hắc diệm thạch thì để mình coi coi. Ồ, nhà có. Ngon, đỡ phải đi đào các bạn ơi. Rồi, vậy là chúng ta sẽ làm được cái Eye of Abyss, con mắt của âm phủ. Wow. Nghe là có vẻ căng thẳng đó các bạn à. Nhưng mà không sao, mình sẽ chơi lớn luôn ha. Chúng ta sẽ phóng con mắt của âm phủ này và đi tìm cái khu vực đó. Ok, ăn cho nó bụng trước nè. Phóng đi. Con mắt của âm phủ dẫn về hướng này các bạn ơi. Wow. Chưa. Bây giờ mình sẽ coi đội hình dẫn đi trong ngày hôm nay cái đã. Để coi coi. Không thể thiếu đó chính là khủng long bay rồi đó. Tại vì mình còn một người bạn giúp mình di chuyển thuận tiện nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ còn một người bạn thiên về chiến đấu. Và mình nghĩ sẽ thật là thích hợp nếu như mình dẫn theo anh Long các bạn. Ừ, hiện tại anh Long có vẻ là vẫn là đam chính trong đội hình, rất là khỏe ha. Cho nên là mình sẽ dẫn theo anh Long. Rồi, tiếp theo mình sẽ cần có một tăng cơ. Và lựa chọn của mình không ai khác, đấy chính là Triceratops các bạn ơi. Nhưng mà Triceratops muốn mạnh thì mình nên dẫn theo nhiều một xíu. Nhưng mà có một cái vấn đề á, theo như mình tìm hiểu thì boss lần này không phải chiến đấu trong môi trường khô ráo các bạn à. Chiến đấu trong môi trường nước nha. Thế nên là cũng hơi căng đấy. Nhưng mà khoan, từ từ. Hồi nãy là mình có tới 7 dunkleosteus đúng không? Ồ, vậy thì không được rồi. Mình vừa đổ 7 cái lá xô chứa dunkleosteus luôn các bạn ơi. Ok, chuyến này mình chỉ nhờ đúng anh Long là kiểu như khủng long trên cạn thôi ha. Còn nhiều là khủng long ở lộn, còn nhiều là mấy loài sống ở dưới nước hết luôn á. Cái này hơi căng á các bạn. Không biết có ổn hay không, nhưng mà phải thử một lần mới được các bạn. Tầm này là phải làm liều rồi đó. Ôi. Ôi trời, tinh động trời các bạn ơi. Ôi. Trời, hổ răng kiếm, sổng chuồn. Oh my god, sổng chuồn hồi nào vậy? Ủa, chỗ này mình nhớ là mình đâu có lũng cái lỗ nào đâu ta, mà sao sổng chuồn được hay vậy? Ở đây nè. Trời ơi. What the hell. Hên là phát hiện kịp các bạn ơi. Rồi, cho hổ răng kiếm vô lại đúng vị trí á. Ủa, còn một nhóc nữa đâu ta? Gia đình hổ răng kiếm tới 3 thành viên lận. Ok, lạc hết một thành viên rồi các bạn ơi. Ui dồi. Ảo thật đấy. Ở đây chăng? Ở đâu? Đây là gấu xám. Trời, gấu xám nóng tính vậy. Ủa, đây là hổ răng kiếm màu trắng mà. Ủa, Sống chuồng xong rồi đổi màu luôn rồi hả? Cái gì vậy? Trời ơi, chuẩn bị đi đánh boss mà còn gặp chuyện bất ổn ở nhà nữa. À, mình nghĩ là chắc leo cái đường này rồi chạy thoát được nè các bạn ơi. Vậy là mình cần phải chặt cái cây này rồi. Không thôi là có ngày hổ găng kiếm chuồn đi hết trơn luôn. Công nhận gấu của... À, cái gì đây? Ui ui, hổ răng kiếm phóng cao vậy? Mẹ đất ơi. Không được rồi, phải chuồn thôi các bạn ơi. Mình đến đó một hồi là mình làm thức ăn cho hổ răng kiếm luôn á. Ok, mình đã bay trở lại khu vực này rồi. Chúng ta chuẩn bị dẫn những người bạn dunkleosteus đi theo ha. Lấy laser ra đi, đủ 7 cái luôn á. Trước khi cho vào thì mình sẽ để dunkleosteus ở chế độ là theo dõi mình ha. Trong lúc mình chuyển chế độ cho dunkleosteus á, mình đang suy nghĩ cái vấn đề các bạn. Đó chính là giữa Tyrannosaurus và Cremozilla thì đâu là khủng long thích hợp hơn ấy. Anh Long thì được cái là gọn hơn, nên là môi trường chật hẹp thì có thể là vẫn ổn hơn là Tremor các bạn ạ. Còn Tremor thì được cái có cái hơi thở mạnh quá. Nhưng mà mình lỡ đặt niềm tin vào anh Long rồi. Nên là ok, tin tưởng thôi các bạn. Giờ thì mình sẽ tiến thẳng cái hướng này để chúng ta săn tìm cái công trình mà cái con mắt âm phủ này nó chỉ dẫn ha. Mình hy vọng là nó cũng sẽ gần cái chỗ ở của mình để đỡ bay lâu các bạn ơi. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Root cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ồ, nó dẫn bay về phía trước. Oh my gosh. Không gần như mình nghĩ rồi các bạn ơi, nó rất là xa luôn á, trời đất ơi. Nè, máy tính mình nó lót không đều muốn hết kịp rồi đó. Ủa? Ui. Ui. Ui, tới rồi đúng không? Ủa phải công trình không ta? Ê, từ từ. Quang bởi là máy lót không kịp. Có vẻ đây chỉ là công trình mà mình cần tìm này các bạn ạ. Đúng không nhờ? Mình chưa rõ nữa. Tại vì cái con mắt âm phủ là lần đầu tiên mình chế tạo vào khoan. Mình mở được cái thành tựu. Đó chính là tìm thấy Sunken City. Đây là thành phố Sunken. Wow. Ui, dám lắm á các bạn ơi. Đúng rồi nè. Cái con mắt này nó đang chỉ vào trung tâm của thành phố. Ok. Thì ra cái con mắt âm phủ này sẽ dẫn tới thành phố Sunken. Nhưng mà khoan, thành phố này bự lắm các bạn ơi. Mình không biết là nên khám phá từ hướng nào nữa. Ui, ở đằng kia cũng có cái nhà tán nữa. Rồi, hiện tại thì mình vẫn có thể đội cái nón lặn này để chúng ta đi thám hiểm ha, không sao hết. Chưa vội dùng thuốc các bạn à. À thôi, lỡ rồi, uống thuốc vô luôn đi. Uống thuốc thở dưới nước đi. Cái mặt cái nón mình vô cho nó chắc cú ha. Đâu cần phải y đâu. Hướng bên hông thì có vẻ là nó không có gì hết các bạn ơi. Nó còn không có đường đi xuống dưới luôn mà. Vậy thôi, chắc mình sẽ vô chỗ trung tâm ha. Mình nghĩ là sẽ có nhiều thứ hơn. Chưa. Đây là một cái hành lang. Và nó cũng không có gì. Lạ vậy. Cái thành phố này hơi lạ lùng các bạn ơi. Rồi, nếu vậy thì mình sẽ thử lên trên kia và chúng ta đi xuống ha. Mình nghĩ trên kia sẽ có lối cho chúng ta đi vào cái thành phố này đó các bạn. Nè, nó có nước để nó dẫn đường mình lên nè. Rồi, lên luôn. Wow. Thú vị thiệt á. Được. Mình ấn tượng với cái thành phố này đấy. Ủa? Ở trên này cũng đâu có gì đâu. Ok. Để mình lấy cúp mình đột nhập đi. Đột nhập gia cư bất hợp pháp đi. Ui. Wow. Ui. Đây là lãnh địa của mấy cái thanh niên người tối cổ các bạn ơi. Cái con gì vậy? Giống san hô vậy? Ui trời. Không ổn ơi. Từ từ, đừng manh động. Ây da. Trời ơi, nó phóng solo luôn. Ui da. Mình còn chưa kịp kêu đồng đội ra nữa. Wow, ở đây có rất là nhiều con quái vật lạ các bạn ơi. Và rất nhiều thanh niên tối cổ nha. Không y được đâu. Bây giờ việc của mình là sẽ đi khám phá thành phố này trước. Tại vì đây là một công trình rất là to các bạn. Ây da, trời ơi, nó chọi mình. Không khám phá thì hơi bị uổng nha. Biết đâu nó lại chứa đồ ngon nhưng mà khoan. Từ từ bên này mình thấy có thanh niên gì nè. Ui da, ê, pháp sư. À chắc đây là tên đại ca các bạn ơi. Đè đầu tên đại ca mình quýnh trước. Nhện long, khúc này là nhện long hợp lý. Ok, tiêu diệt bọn chúng thôi. À, ok, mình sẽ dùng khiên ha, đỡ bớt mới được. Ui da, khó chịu thật. Ui, sắp clear chưa? Còn một vài tên thôi các bạn ơi. Rồi, ủa cái tên pháp sư rồi. Ây da, trời ơi, nó dám ha, chọi anh long. Ok, clear. Hình như tên pháp sư bị mấy thanh niên đàn em chọi ngỗng cứu tỏi luôn rồi các bạn ơi. Ok. Và ở đây có cái Altar of Amethyst gì nè. Từ từ. Một cái này mình chưa rành lắm. Mà cái gì mình chưa rành thì chúng ta nên đem về nhà tìm hiểu các bạn ơi. Ui, cái này không đập được luôn. Ngoài ra mình thấy phía trên này còn có rất là nhiều những cái bục để sách nha. Và ui, còn có rương nữa. Ok. Quá trời bản đồ bị chôn vùi luôn. Wow. Ui rồi, còn có mẫu rèn gì nữa nè. Không có gì giá trị khác ha. Hơi tiếc vì điều đó. Nếu vậy thì không biết hướng đối diện có con nào canh gác không nhỉ. Mình sẽ qua đây coi thử các bạn. Trời ơi, nó chọi mình, các bạn coi kìa. Nó chọi thấy ghê thiệt chứ. Ây da. Ui, hướng này có vẻ là không có thanh niên nào canh gác hết. Oh my god. Mình sẽ triệu hồi ảo chúa và những người đồng đội. Ok, mình cũng có đội quân riêng đấy. Xong pha nào thôi những người anh em. Ok, đè đầu cái con bự này quất trước. Bụp nó trước đi. Đúng rồi. Bụp nó. Hay lắm anh Long. Hạ được chưa ta? Hình như hạ được rồi hay sao các bạn ơi. Hay lắm. Tạm thời thì tương đối clear rồi các bạn ơi. Ê, cái thanh niên này lạ vậy. Wow. Ủa, cái thanh niên cầm cái dao. Ôi, hình như cái dao của thanh niên này là cái thứ mình đang cần các bạn ơi. Chưa. Để mình kiếm góc nào an toàn mình nghiên cứu lại. Đây, cái dao này mình sẽ dùng để chế tạo Abyssal Sacrifice các bạn ơi. Một thứ cực kỳ quan trọng luôn. Ui da. Này thì khịa hả, hút luôn. Rồi, vậy là mình đã khám phá xong được hai hướng rồi. Qua hướng bên này coi. Hướng này có gì khác không? Hướng này thì cũng không có gì đặc biệt các bạn ơi. Cái gì vậy? Trời. Thanh niên này có cái đèn pha trên đầu các bạn ơi. What the hell. Ok, nhện long tiếp. Cái thanh niên đội đèn pha trên đầu à. Ok, xử nó luôn. Ảo thật đi. Rồi, bên này thì có vẻ là lối dẫn đi xuống sâu hơn hay sao các bạn à. Ừ, mình thấy vậy. Wow, nó còn nhốt quái vật ở trong lòng nữa kìa. Kìa, quái vật san hô bị nhốt các bạn ơi. Wow. Nhưng mà không được, mình không thả đâu. Thả ra cái mấy thanh niên quái vật san hô này quýnh mình á. Muốn làm người tốt mà hơi khó các bạn ơi. Tốt nhất thôi, làm người xấu bữa chắc cũng không sao đâu. Và nãy giờ thứ mà mình ấn tượng nhất đó chính là ở tiết ở dưới. Ồ, tại sao ở dưới lại có khói vàng đó? Hả? Ở đây là Altar of Abyss. Trong đó có dấu một khói vàng. Ok. Nhưng mà hiện tại mình đang chưa tìm đủ đồ các bạn ơi. Mình đang còn bị thiếu những cái được gọi là... Ủa? À không, mình đủ rồi chứ. Mình có được cái coral trắng rồi. Ê, hay là bây giờ mình sẽ về nhà một chuyến đi. Tại vì hiện tại trong người mình đang không đủ đồ các bạn. Mình về nhà mình lấy thêm kim cương với một số thứ khác ha. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại đây. Để coi kim cương thì... Ồ mày quá, nhà vẫn còn các bạn. Tưởng đâu phút những lúc cần thiết này mà hết kim cương là buồn lắm á. Ngọc lục bảo thì mình cũng có rất là nhiều luôn. Chế tạo thành khói nè. Tương tự vàng mình cũng sẽ lấy một khói nè. Sắt thì một khói. trái tim biển cả. Và hình như là cần thêm một khối thạch anh tím nữa. Hình thế nhà vẫn còn thạch anh tím luôn. Rồi. Ủa, à một khối làm gì mới đúng chứ. Ok, giờ thì chúng ta đã có thể bấm cái công thức của trái tim Abyss rồi các bạn ơi. Đây. Ủa, một cái vỏ ốc nữa chứ. Khoan. Vỏ ốc. Ủa, cha nhẽ mình không còn vỏ ốc rồi. Ê, ok. À đây, may quá. Tưởng đâu không có vỏ ốc nữa là mất đi tìm các bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm được Abyssal Sacrifice. Dạ, hình một trái tim màu tím ha. Uầy, đây là thứ mình cực kỳ cần thiết luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có thể trở lại cái thành phố Sunken rồi. Tuy nhiên, đây là một trận chiến không hề đơn giản các bạn ơi. Nó kiểu như là một trận chiến sinh tử gì đó. Cho nên là những người bạn mình cho ra trong ngày hôm nay, nhất là Dunkleosteus đó, thì nhiều khả năng là sẽ không còn an toàn nữa các bạn. Nhưng mà đánh đổi thôi ha. Rồi, bây giờ thì trước khi triệu hồi thì chúng ta sẽ uống miếng thuốc. Dạ, cái con này khỉa cái gì? Trong lúc người ta đang tập trung đừng có khỉa như vậy chứ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn những cái lasso. Bên trong là Dunkleosteus ha. Ôi trời, chưa gì Dunkleosteus đã chiến đấu rồi. Thôi, bình tĩnh. Ok, anh Long thì mình sẽ cho tít đi dưới này luôn các bạn. Không biết là anh Long có bơi dưới này ổn không nữa. Ôi trời, anh bơi được các bạn ơi, nhưng mà anh đang nổi lên. Oh no, vậy là trận chiến này không nhờ anh Long đâu rồi. Khó nha. Ok, mình sẽ triệu hồi những người bạn ở dưới biển sâu. Rồi, áo vàng có sẵn, thuốc thì mình sẽ thủ sẵn luôn ha. Giờ thì triệu hồi thôi các bạn ơi. Uống thuốc vô. Oh my god. Leviathan. Oh my gosh. Ui, không ổn rồi. Ui, cái gì đây? Ui. À, trời ơi. Một đoạn thôi mà đã knock out được Dunkleosteus nhà mình rồi. Trời đất ơi. Hội đồng đi, cố lên. Ui, kết liễu chưa? Ui, chưa nữa. Ui. À dạ, Leviathan mạnh lắm các bạn ơi. Dunkleosteus đang dùng đam. Cố lên Dunkleosteus. Chúng ta sẽ không để những Dunkleosteus hy sinh oan uổng. Yes. Let's go. Đội quân Dunkleosteus của chúng ta đã hạ gục được Leviathan rồi. Wow. Ê, khoan từ. Anh Long, tôi tới với anh đây, cố lên. Ui, 1, 2, 3, 4, 5. Oh no. Trận chiến này chúng ta đã có 2 Dunkleosteus hy sinh anh dũng rồi các bạn ơi. Hồi nãy á, cái con Leviathan này nó xuất hiện là nó đã knock out liền một cái người bạn Dunkleosteus rồi. Nó mạnh ác thì chứ. Ui, phải chi mà hạ gục nó sớm một xíu. Mình thấy nó còn hồi sinh được các bạn. Hạ nó xong rồi nó còn hồi sinh thêm cái nữa. Khó chịu ghê á. Thôi dù sao thì Dunkleosteus cũng đã hy sinh rất là anh dũng ha. Không nhờ những sự hy sinh đó thì chắc mình cũng khó lòng mà hạ gục được cái con Leviathan này. Wow, mà công nhận nó mạnh các bạn nhờ. Nó làm một phát thôi mà mất hết một chõm nước ở đây luôn. Nhưng mà tính ra với đội hình Dunkleosteus của mình nó có thể dùng đam nó rất là thốn luôn, các bạn có thấy không? Các bạn có thấy vậy không? Đã thiệt. Gì đây? Thôi. Quên lụm đồ mà boss rơi ra nữa. Ui da. Solo. Không có sợ đâu. 1-1 luôn. Xanh chính luôn. Đè đầu người tối cổ đến trước. Ấy mà ghét. Người tối cổ à. Ôi dạ, nó lì nha. Rồi, sắp được rồi. Một xíu nữa thôi. Ấy nè. Người tối cổ hả? Chưa, từ người tối cổ là mình phải có vũ khí đặc biệt các bạn. Lấy súng ra mà bắn. Người tối cổ với chúng tôi Người tối cổ hả? Chống lại sức mạnh tuyệt đối hả? Ok, tạm thời clear các bạn. Và để coi boss rơi ra cho mình cái gì nè. Hoài hồi nãy mình thấy rơi ra 2 món nha. Một cái là Abyssal Egg hả? Một cái trứng cũng như là một cái móng vuốt các bạn ơi. Wow, bá đạo vậy. Cái móng vuốt này xịn các bạn ơi. Wow. Ui, nó có thể bấu víu vô một cái gì đó để mình có thể lướt tới nè. Xịn thật. Bây giờ mình giống như là Spider-Man rồi. Ấy. Nhưng mà cái tầm bám víu của nó cũng có hạn ha. Wow, được ấy chứ. Và đây còn là một cái vũ khí gây đam nữa. Trời ơi, đấm một phát đi luôn mà. Móc vô đấm một phát là đi các bạn ơi. Bá đạo nha. Ok, lại đây. Đấm một cái nè. Đấm một cái nữa. Úi xồi. Wow, cái tầm hoạt động ở dưới nước hơi bị ổn áp đấy. Mình thích đó. Thôi. Nhưng mà chắc tới lúc thì chúng ta đi ra rồi các bạn. Chỗ này mình nghĩ không nên ở quá lâu đâu. Trước khi trở về mình sẽ ngắm cái thành phố Sunken này từ bên trên á. Hoài, nó bự dã man luôn các bạn ạ. Nhưng mà hơi bèo chỗ là nó không có giấu nhiều đồ. Mình thấy vậy á. Phải chi nó cho mình nhiều đồ xíu thì ngon á. Thôi bây giờ mình sẽ về nhà để chúng ta tưởng niệm những cái người bạn Dunkleosteus đã hy sinh anh dũng trong trận chiến vừa rồi ha. Hình như không biết mình mô phỏng có thành công không nữa. Ui da. Ôi trời ơi, bị lỗi luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà cũng cảm ơn rất nhiều hai Dunkleosteus đã hỗ trợ mình trong trận chiến vừa rồi ha. Mặc dù mình không có thể mô phỏng lại cái nhân dạng của Dunkleosteus ở trong cái hologram được các bạn. Hình như chỉ giới hạn được một cái hologram thôi hay sao á. Rồi, còn phần mình thì mình sẽ thử up cái Abyssal Egg này coi, để xem cái trứng này sẽ ui trời. Ôi, nếu đây là trứng thì nhiều khả năng là mình có thể up được á các bạn ơi. Hoặc là có chế tạo gì được không? Nấu, xào, hấp. Ôi, vậy là chúng ta có thể up và nở ra baby Leviathan. Nani? Nhưng mà mình nghĩ là trứng này sẽ up ở dưới nước á các bạn à. Tại vì Leviathan cũng sống ở dưới nước mà. Ok, mình sẽ thử đặt cái trứng này dưới nước ha. Rồi sau đó chờ đợi thôi. Hy vọng là sẽ nở. Ui, sau vài ngày Megalania cũng lớn ơi. Nhưng mà khoan. Ôi, Megalania lớn lên có vẻ là cục xúc nha. Wow, và cái đuôi đẹp thiệt các bạn ạ. Wow. Nếu mà nhóc này lớn thì... Ủa, mình nhớ mình up tới 2 Megalania lần mà ta. Ý trời ơi, cái nhóc kia đi lọt ra bên ngoài luôn rồi các bạn à. Mẹ đất ơi, sao cái chỗ mình toàn là mấy cái loài siêu vượt ngục không à. Ok, mình sẽ để Megalania vô trong lại ha. Với cả là tìm coi cách để chúng ta làm bạn với Megalania nữa. Dưới kia thì trứng của Leviathan Baby vẫn chưa nở. Ok, lấy sách ra. Đây là lúc chúng ta cần đọc sách đó. Yêu. Ở đây người ta chỉ đề cập tới màu sắc của Megalania sẽ thay đổi theo cái khí hậu các bạn. Nóng lạnh thì sẽ có khí hậu khác nhau á. Chứ không đề cập tới việc là mình có thể thuần hóa loài này. À, trong này có đề cập một điều nữa là Megalania có kịch độc nha. Nên là mình phải thận trọng khi mà tiếp xúc với Megalania mới được á. Eo, lại một loài nguy hiểm khác rồi các bạn ơi. Hai cái cứa đó đi cũng hóng chuyện ít lắm. Nhìn mặt bựa thật sự các bạn. Rồi, vậy thôi, chắc mình sẽ ở trên đầu cây rồi mình canh chừng trứng của Leviathan cho chắc cú ha. Xuống dưới mệt lắm các bạn ơi. Mình không muốn trúng độc đâu. Mình up bên kia có vẻ không thấy nở các bạn. Cái mình sẽ thử qua đây ha. Hy vọng là đổi chỗ thì trứng của Leviathan sẽ nở. Ủa, số kỹ ta? Hay là mình up sai cách nhỉ? Quả trứng này sẽ có một cách up khác hay chăng? Man, gì vậy nấy? Ok. Ní muốn sao? Trời ơi, trời, có chân. Ui, hình như cái găng tay này. Ủa lộn, cái móng vuốt Leviathan này bá đạo lắm các bạn ơi. Chưa, để mình ra đây mình thể hiện lại. Các bạn thấy không? Nó sẽ tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc luôn. Cơ. Wow, đỉnh thiệt. Cái vũ khí mình nhặt được ngày càng xịn sò các bạn ơi. Cơ. Ảo chưa. Quá đã luôn. Từ giờ thì mình sẽ có cái khoảng cái tấn công đó các bạn, nó sẽ xa hơn và mình vẫn giữ được khoảng cách an toàn á. Quá ngon. Không uổng công sự hy sinh của hai cái nhóc dunkleosteus ngày hôm nay các bạn ơi. Rồi, và ở đây thì cũng 4 ngày trôi qua, trứng vẫn chưa nở các bạn ơi. Tại sao vậy? Tại sao? Gì này? Nữa hả? Trời, nãy giờ mình bắn cái nhóc cái nhóc đó hơi bị nhiều các bạn ơi, tội nghiệp nhỏ. Nhỏ tức mà chảy nước luôn rồi kìa. Văng nước mồ hôi tùm lum. Ừ. Em này xì hơi một phát, cái nhóc kia ngụm của tỏi luôn. Trời đất ơi. Sao mà đỡ được. Đây rồi các bạn ơi. Let's go. Trời ơi. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, em này mặc dù vẫn còn chảy nước nhưng mà Leviathan baby đã nở ra rồi. Wow, em này nhìn như tôm các bạn nha. Ừ, không biết thịt em không biết em mạnh không nha. Mình nghĩ chắc em cũng sẽ mạnh lắm. Test thử luôn nha. Hợp lý các bạn ơi. Ok, ra lệnh cho em. Ok, từ từ thanh niên này chưa làm gì mà. Hình như trên đất liền Leviathan bị bất động các bạn ơi. Mình đúng là nhà quê. Ê, từ từ. Mình chưa có thuần hóa Leviathan các bạn ơi. Bảo sao em không tấn công theo mệnh lệnh của mình là phải. Ok, ở đây mình có ít cá và đây rồi. Bây giờ em đã chịu theo mình rồi á. Ồ. Đi ra anh Leviathan. Qua đây với anh. Anh thấy hai cái thanh niên người tối cổ này. Thử nó cho anh. Leviathan, thử nó đi. Ủa? Wow. Trời. Leviathan cũng có skill nha các bạn ơi. Cắn nữa kìa. Wow. Chuẩn bị bắn nữa nè. Ui rồi. Nhỏ mà có vỏ nha. Wow. Các bạn thấy như thế nào? Còn một thanh niên người tối cổ đằng kia nữa. Để từ từ đợi mình xíu. Mình quăng bển mình xử hắn luôn. Rồi, người tối cổ rồi. À, hắn chạy rồi các bạn. Kìa, hắn chạy bên kia. Ai cho người chạy? À, thấy người rồi. Chạy đừng rời. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa mới thấy đây mà. Ui, mình hoa mắt hay sao rồi? Y mấy thanh niên kia sợ các bạn ơi. Rén. Ui, cô kìa em bắn cơ. Khi không em rảnh là em cũng tập luyện bắn để cho mạnh hơn hay sao á. Hả? Em đi săn cá, trời ơi. Oh my gosh. Tính ra Leviathan baby cũng kinh phết các bạn nhờ. Rồi, hôm nay chúng ta lại đón chào một thành viên mới. Mặc dù có sự hy sinh nhưng mà cũng có sự bù đắp thêm á các bạn. Được một thành viên mới, mặc dù trên cạn hơi tù một xíu. Không có chạy được các bạn ơi. Rồi, không sao. Còn phần mình, bây giờ thì mình chợt nhớ ra là trong nơi ở của những cái nhóc khủng long thân thiện còn một loài đang FA hiện tại các bạn ơi. Mà loài đó thì bữa giờ mình không có gặp nè. Cho nên là hôm nay mình sẽ gán bay xa xa một xíu. Chúng ta tìm ha. Đây. Đây rồi các bạn ơi. Mình sẽ bay giữ khoảng cách nhất định. Cái con nhóc này chưa ăn lắm đó. Trời ơi, lọt xuống hang luôn rồi. Ui dồi ôi. Ủa, xuống đây đâu rồi? Ok, chạy đâu rồi? Ủa, đừng nói xuống hang xong rồi biến mất tiêu luôn nha trời. Ê. Đây. Nhóc ấy trong này các bạn ơi. Ok. Được á, ngay góc này mình cho ăn tiện luôn các bạn ơi. Mình chỉ cần núp gì thôi là được. Đúng rồi, ăn say sưa đi cưng. Về đội của anh. Chịu luôn rồi. Let's go. Ủa vậy? Ủa mình ủa sao mình có hiệu ứng điểm xấu rồi, kích hoạt của xâm lược rồi. What the heck? Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Hả? Cướp dân làng spawn trong cái chuồng khủng long của mình kìa. Ôi rồi. Cái quần đùi gì vậy? No. Trời đất ơi. Ây da, ow. Megalania cắn mình các bạn ơi. Mình bị dính cái uống gì á. Trời đất. Hiệu uống gì đây? Hiệu uống Venom gì vậy các bạn ơi. Oh my gosh. Bây giờ mình không vô trọng được. Mình vô trọng là mình đá động tới mấy nhóc khủng long nữa. Hay da. Để coi Truthiomimus của mình đang đâu ta. Mình nhớ là thường nhóc ấy ở trong này mình nhờ. Hả? Kìa. Ok, nhóc ấy bên này các bạn ơi. Được, mình sẽ lén lén qua đây ha. Sau đó thì rồi, đừng thoát kiếp FA rồi đó nha. Ok, tạm thời khu vực này mọi thứ đều đã ổn rồi đó các bạn. Mình có thể yên tâm vô ngủ được rồi. Trước khi đi ngủ thì để mình chiến đấu xíu cái đã. Ngụm của tỏi đi cưng. Anh bạn à, mà thôi đi. Lâu ngày không gặp mình ăn hiếp anh bạn hoài, chắc ảnh cũng buồn các bạn. Ok. Trời, đừng có bắn tùm lum vậy cưng ơi. Ôi không được các bạn ơi. Cái nhóc này mình phải để cái hồ nào đó nó hơi cách ly một xíu, không thôi là bắn tùm lum như vậy là toan á. Trên này có ai không ta? Trên này có em chim nhưng mà chắc không tới nổi đâu ha. Rồi, gần là bị bíp luôn đó. Vô cái chỗ giường ngủ của anh mà ha, nằm nghỉ ngơi luôn. Cho ẻm trên này đi các bạn, để đỡ bắn tùm lum ha. Và nếu như mình đoán không lầm thì có lẽ là Baby Leviathan sẽ không có bự đâu các bạn à. Sẽ tương tự với nhóc khủng long xương này nè. Nên mình cũng không có đặt quá là nhiều kỳ vọng ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long vẫn còn boss để cho chúng ta cùng với khủng long chinh phục đó nha. Các bạn có tò mò hay không? Mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.